hello xin chào anh chị em chào mừng anh chị quay trở lại kênh đầu tư chứng khoán quang trần invest thị trường chúng ta nó tiếp tục trải qua một phiên gọi là một phiên kinh hoàng với những anh chị em nào đang cầm cổ phiếu nhưng với những phiên như này nó lại chuẩn bị đem đến cơ hội cho những anh chị em đang cầm tiền mặt nên cùng là một cổ phiếu mỗi nhà đầu tư lại có một cái cách ứng xử lại có một cái cách nhìn nhận nó khác nhau có nhiều anh chị em hiện tại đang rất thích nhóm cổ phiếu chứng khoán. Vì các công ty chứng khoán chuẩn bị công bố báo cáo tài chính mà doanh thu và lợi nhuận của các công ty chứng khoán ở quý 3 vừa rồi nó đang đạt đỉnh về lợi nhuận về doanh thu thì chắc chắn nó khiến cho anh chị em buồn chồn liệu mình có bỏ lỡ cơ hội đến từ cái nhóm chứng khoán này hay không. Những bản chất những cổ phiếu này giai đoạn vừa qua nó đều đã trải qua một cái giai đoạn nó tăng rất mạnh rồi và đây cũng chính là lý do vì sao anh chị em yêu thích nhóm cổ phiếu chứng khoán. Hay kể như nhóm bất động sản cũng vậy. Giai đoạn vừa qua cũng có rất nhiều anh chị em yêu thích. Anh chị em vẫn yêu nhưng anh chị em vẫn phải có kỷ luật. Cái kỷ luật ở đây là để giúp anh chị em tránh được những cái rủi ro đáng tiếc. Ví dụ như anh chị em nào đến thời điểm hiện tại vẫn đang cầm cổ phiếu mà đang gặp lỗ trừ một số cổ phiếu nó thực sự khỏe hơn thị trường ví dụ nhóm dầu khí có một số cổ phiếu hay như là nhóm bất động sản khu công nghiệp thì có một số cổ phiếu thì kết phiên ngày hôm nay nó vẫn giữ được cái sắc xanh còn lại là rất nhiều cổ phiếu trên thị trường nó gặp cái áp lực khiến cho cuối phiên những cổ phiếu này nó giảm mạnh tiếp tục bị bán tiếp tục giảm mạnh cái nguyên nhân thì có rất nhiều nguyên nhân và tất cả những cái nguyên nhân này nó đều giải thích cho một điều À, tại sao các cổ phiếu này lại đang giảm mạnh như thế Như khi anh chị em đã trải qua những cái giai đoạn Của một chu kỳ Của một cổ phiếu Thì có lẽ anh chị em sẽ hạn chế được Cái việc mua FOMO, mua đuổi cổ phiếu Và cũng hạn chế được những cái rủi ro đáng tiếc Mà cổ phiếu cũng như là thị trường nó mang lại cho chúng ta Ở trong cái kênh của mình thì mình có một cái video Mình có chia sẻ về các cái giai đoạn của cổ phiếu các giai đoạn của một chu kỳ kinh tế anh chị em có thể tìm và xem lại các giai đoạn của một chu kỳ thị trường chứng khoán này anh chị em có thể tìm và xem lại cái video này để anh chị em hiểu được cái bản chất của các cổ phiếu cũng như là thị trường khi nào thì nên đầu tư khi nào thì nên thoát ra ngoài thì cái điều này nó sẽ giúp anh chị em vừa đem được về lợi nhuận mà cũng hạn chế được những rủi ro anh chị em nhá cái chu kỳ này này nó rất quan trọng luôn Nó có chu kỳ tích lũy à, Nó có giai đoạn tích lũy Nó có giai đoạn tăng trưởng Sau đó nó đến giai đoạn phân phối Và rất nhiều cổ phiếu của chúng ta nó đang ở giai đoạn phân phối nhé Và đây chính là cái giai đoạn anh chị em cần bán ra và đứng ngoài Và chờ thị trường nó bước qua cái giai đoạn đẻ giá Và tiến đến cái giai đoạn tích lũy Thì đây chính là giai đoạn mà anh chị em giải ngân phun vị thế trở lại và quay trở lại thị trường Thì khi anh chị em đầu tư như vậy Nó sẽ giúp anh chị em tối ưu được những cái khoản lợi nhuận nhất có thể luôn Nó cũng như giai đoạn tháng 5, tháng 6, tháng 7 vừa qua Những cái giai đoạn mà rất nhiều cổ phiếu nó tăng rất mạnh Ví dụ như ngay kể cả bản thân thị trường thôi Đây chính là giai đoạn tích lũy Và đây chính là giai đoạn đẩy giá Và ở cái giai đoạn hiện tại là giai đoạn phân phối và giai đoạn đè giá và thị trường nó gần quay về cái nền giá bên dưới, cái nền giá ở vùng 1080, 1090 rồi. Có những lúc ở phiên ngày hôm nay, thị trường nó quay về vùng thấp nhất là vùng 1088,87 điểm. Khi thị trường nó tiến nó giảm về vùng 1090 này thì lực cầu tham gia bắt đáy chảy vào thị trường khá là mạnh. Cái điều này nó giúp cho nhiều cổ phiếu nó thoát được cái giá sàn cuối phiên. Ví dụ như nhóm dòng thép là thoát được này những cổ phiếu một số cổ phiếu bất động sản nó thoát được này hay một số cổ phiếu ở nhóm xuất khẩu nó thoát được cái giá sản này. Hay là Nam Kim Hoa Sen này phát đạt thì nó thoát được cái giá sản. Và theo cái đánh giá của mình ấy, thì thị trường ở thời điểm hiện tại nó cũng đang tương đồng nó cũng đang khá là giống giai đoạn này. Có nghĩa là phiên ngày hôm nay nó cũng khá là giống cái phiên ngày 24 tháng 10 năm 2022. Và nếu như cái điều này nó diễn ra thì rất có thể ngay phiên ngày mai thôi, anh chị em sẽ được thấy một phiên nỗ lực phục hồi thứ nhất của thị trường. Sau cái phiên gặp áp lực tiếp tục giảm mạnh ở phiên ngày hôm nay và thanh khoản đã có cái dấu hiệu gia tăng. Và với cái nhịp với cái phiên nỗ lực phục hồi thứ nhất này này, có thể sẽ giúp thị trường nó hồi phục được khoảng 3 đến 5 phiên. Có nghĩa là nó hồi phục đến sang tuần sau có thể là đến hết tháng 10 và sau đó cái nhịp giảm nó còn tiếp diễn và có thể cái nhịp giảm này nó còn giảm về vùng 1040 nó giảm về cái biên dưới nó giảm về cái vùng bên dưới của cái nền giá tích lũy của cái nền giá phía trước của cái của thị trường chung cũng như là như... các cổ phiếu trên thị trường và khi thị trường nó giảm về vùng này này thì có thể ngay phiên ngày mai nó sẽ xuất hiện một cái phiên nỗ lực phục hồi thứ nhất và sau cái phiên nỗ lực phục hồi này thì có thể thị trường nó hồi phục được khoảng 3 đến 5 phiên. Nó đủ cho anh chị em nào đánh lướt ngắn hạn, đủ nhanh nhạy với thị trường thì sẽ ăn được cái sóng hồi trong ngắn hạn. Cái khoản lợi nhuận nó rơi vào khoảng từ 5 đến 10%. Anh chị em mua ở phiên sáng mai, có thể sáng mai nếu như thị trường nó tiếp tục nó giảm đầu phiên một số cổ phiếu nó giảm đầu phiên thì anh chị em có thể canh để giải ngân canh để mua và có thể kỳ vọng khi thị trường nó tiến lên vùng 1140 1150 anh chị em canh để chốt lời ra và đánh cái sóng tây cộng đánh cái sóng hồi thôi để kỳ vọng ăn gọi là ăn cái nhịp hồi trong ngắn hạn thì nó sẽ giúp anh chị em bớt chán nản khi phải ngồi ngoài trong một thời gian dài quá và cái đáy của thị trường trong thời gian tới thì mình đánh giá là nó có thể vào khoảng giữa tháng 11 cuối tháng 11 thì thị trường nó sẽ tạo đáy, nó chính thức nó tạo đáy. À, và sang tháng 12 anh chị em sẽ ăn được một cái nhịp hồi rất mạnh của thị trường. Nó cũng tương đồng so với cái hồi tháng 11 năm ngoái. Và cái nhịp này nhiều cổ phiếu nó tăng tăng ba bốn lần trong một thời gian rất ngắn luôn. Và anh chị em nó tận dụng được cái giai đoạn đầu tiên của cái giai đoạn sóng hồi này này thì cái khoản lợi nhuận nó đến với anh chị em nhanh vô cùng luôn bất động sản cũng có chứng khoán cũng có ngân hàng cũng có nhưng ở thời điểm hiện tại thì anh chị em cần phải thận trọng với nhóm bất động sản tiếp tục thận trọng với nhóm bất động sản và nhóm chứng khoán nhé anh chị em đừng nhìn vào những cổ phiếu như thế ai hôm nay mà anh chị em nhảy vào để mua nó quá là rủi ro luôn bản thân những cổ phiếu này nó hồi phục từ tháng 11 năm ngoái đi lên nó tăng khoảng nó tăng từ giá 12 cho đến giá 36 nó tăng 3 lần Còn nó bắt đầu nó bứt phá cái nền giá đi lên Thì nó vừa mới tăng được khoảng 60% Nên nó có giảm 20-30% trong thời gian tới Cũng là một cái chuyện rất bình thường Nên anh em cũng cần phải thận trọng với nhóm này Hay cả những cổ phiếu như VND nó cũng vậy thôi VND mình đánh giá nhiều khi nhá, nó còn rủi ro Nó phải giảm về cái vùng 16 Nếu như nó giảm về 16 Mà nó xuất hiện một cái tín hiệu đảo chiều Thì lúc đó anh em canh để giải ngân cho ở thời điểm hiện tại chúng ta chưa có một cơ sở gì để mua những cổ phiếu này cả anh chị em nhé. Quay trở lại với câu chuyện về thị trường chúng ta. Thường thì mình sẽ thích những cái phiên thị trường nó giảm khoảng 30 40 điểm như phiên ngày hôm nay hơn là thị trường nó giảm khoảng 15 20 điểm như ngày hôm qua. Vẫn là giảm sàn. Nhưng giảm sàn mà thị trường nó giảm 50 điểm. Còn hơn là những phiên cổ phiếu mình đang theo dõi nó giảm sàn nhưng mà thị trường nó giảm có 10 20 điểm nó liên tục xuất hiện những phiên bò tùng xẻo như vậy thì anh chị em không hề vui một tí nào đâu còn thị trường nó giảm nhanh giảm rát giảm biên lớn như ngày hôm nay ấy thì cái xác suất thị trường nó hồi phục trong một hai phiên tới là rất nhanh nó mở ra cái cơ hội cho anh chị em ngay có thể ngay trong phiên ngày mai và giúp anh chị em mang về cái cơ hội và thực hiện hóa nó trong ngắn hạn ngắn hạn nhá ngắn hạn là từ 3 đến 5 phiên là siêu ngắn hạn đánh lướt đánh tây cộng thôi chứ còn thị trường nó có về vùng 1040 hay không hay là nó chỉ dừng ở vùng 1070, 1080 thì nó sẽ cần một cái tín hiệu đảo chiều nó giống với cái phiên ngày 6 tháng 10 mà mình khuyến nghị anh chị em mua nó xuất hiện một phiên gọi là cái phiên uh, tạo thành cái mô hình nến xuyên thấu ấy anh chị em tìm đọc cái cuốn nến nhật anh chị em uh, sẽ hiểu hơn về uh, cái uh, tín hiệu khi nào nó xuất hiện cái nến xuyên thấu anh chị em nhé và đặc biệt trước đó nó đã có một phiên gọi là phiên nỗ lực phục hồi đầu tiên rồi sau đó phiên hôm sau nó giảm Sau phiên giảm này thị trường Nó tiếp tục nó hồi phục rất mạnh Thì đây chính là cái phiên mua Và anh chị em có bán ở phiên ngày hôm qua Hay là sáng nay Thì cũng rất ít anh chị em bị lỗ Nhưng mình đã dặn anh chị em rồi Mình đã chia sẻ với anh chị em rồi Là với những cái khoản lãi trên 10% Không bao giờ anh chị em Để nó biến thành một cái khoản lỗ ngược Hay những cái khoản lãi trên 5% Không bao giờ anh chị em Để nó bị lỗ quá 3% anh em phải bảo toàn vốn Thà mất đi khoản lãi trước đó chúng ta có còn hơn Là để nó lỗ ngược Rất đau xót luôn Vì tiền mà là đồng tiền xương máu của anh chị em Không nhiều anh chị em dám cắt Dám cắt máu Nhưng nói đi thì nó vẫn phải nói lại Anh chị em vẫn cần phải kỳ luật Thà cắt máu Với cái khoản lỗ nhỏ còn hơn là để nó biến thành cái khoản lỗ lớn lúc đó anh chị em không muốn bán nhưng công ty chứng khoán nó ép anh chị em bán thì anh em có phải bán không nó liên tiếp là những phiên bán gọi là, là xả kho vào đầu của nhà đầu tư ấy. kho đợt này đang có vấn đề mình thì mình không sử dụng kho bao giờ nó rủi ro quá bây giờ có hai tỷ đánh lên 10 tỷ nó lỗ một phần trăm thôi là lỗ bốn lỗ thành năm phần trăm rồi lỗ 10% phần trăm thành lỗ 50 phần trăm nhanh cực kỳ luôn nên anh em phải thận trọng khi sử dụng kho, khi áp dụng kho vào khi vào đầu tư anh chị em nào còn lỡ đang sử dụng kho, ấy không được đâu, lãi nó đến nhanh nhưng mà lỗ nó đến rất nhanh, nó chả khác gì cờ bạc cả, nó chả khác gì poker, nó chả khác gì uh, mấy cái trò mà anh chị em uh, một số anh chị em vẫn đánh, uh, tìm kiếm cái khoản lợi nhuận nó đến nhanh, thì cái gì đến nhanh thì nó sẽ ra đi nhanh thôi, nó không bền, khi mà anh chị em chưa chuẩn bị được cái kịch bản, nó đến với chúng ta nhanh quá, chúng ta sử dụng nó ra sao, thì uh, sau này uh, của thiên rồi nó sẽ trả địa thôi anh chị em nhé còn với thị trường chúng ta mình không cần biết nó giảm về đâu cái điều quan trọng nhất là nếu như nó có cái tín hiệu đảo chiều thì nó cần phải có một cái phiên xác nhận đảo chiều thì lúc đó anh chị em giải ngân anh chị em mới có cơ sở và nếu như mà thị trường nó giảm về 1040 thật thì khả năng cái chỉ số Vindex của chúng ta ấy, nó cũng giảm khoảng 15%. Để anh chị em thấy không? Nó giảm về 1050 là bắt đầu giảm 15% rồi. Thì lúc đó anh chị em áp dụng cái lý thuyết bùng nổ theo đà nó mới chính xác, nó mới phù hợp. Chứ còn thị trường mới giảm 10 15 20% 10 12% thì cái lý thuyết bùng nổ theo đà anh chị em sử dụng nhiều quá thì nó hơi lạm dụng anh chị em nhá. thực ra chúng ta cũng không cần phải quan trọng quá về việc thị trường nó giảm về 1080 hay 1050 đâu. Cứ khi nào có cơ hội tham gia. Nếu như thấy thị trường nó còn rủi ro thì đánh nhỏ lại, đánh ngắn lại, đánh gọi là giảm vị thế đầu tư xuống. Ví dụ trước đây đang có 10 tỷ đánh 89 tỷ hay là đánh full margin đánh thành 20 tỷ khi thị trường nó bắt đầu vào sóng lên nhưng khi thị trường nó rủi ro và nó biến động quá thì anh em đánh có thể anh em giảm vị thế xuống 10 tỷ đánh anh một hai tỷ thôi sử dụng 20 vốn thôi sử dụng cái khoản lãi mà nguyên cả giai đoạn vừa qua anh em đạt được anh em kiếm được để đánh thôi và đánh ngắn đánh xong ngắn đánh nhỏ thì nó sẽ giúp anh chị em bớt cái tâm lý mà cái tâm lý này nó rất ảnh hưởng đến cái vị thế mà anh chị em nằm giữ luôn. Khi nào anh chị em còn một cái tâm lý và tâm lý gỡ gạc và tâm lý muốn làm giàu nhanh ấy thì cái khả năng anh chị em mất nhanh nó rất là nhanh luôn, nó đi rất là nhanh luôn. Anh chị em nhá. Nên uh, nếu như ngày mai ấy, thị trường nó xuất hiện một phiên nỗ lực phục hồi thứ nhất thì có thể anh chị em đánh có thể uh, tìm một số cổ phiếu để đánh đánh T cộng đánh lướt nhưng mà anh chị em phải đủ nhanh nhanh, có thời gian theo dõi bảng điện thì anh em hãng đánh còn nếu như mà bận quá không có nhiều thời gian để phân tích không có nhiều thời gian để theo dõi thì hạn chế trong nhịp này hạn chế chờ cái phiên đảo chiều thực sự đảo chiều có thể sẽ là một phiên bùng nổ có thể sẽ là một phiên nến xuyên thấu tiếp tục và thị trường nó cần lấp cái gáp ở phiên ngày mùng 1 tháng 6 Phiên ngày hôm nay thì đã chính thức lấp xong cái gáp ở phiên ngày mùng 5 tháng 6 nhưng còn cái gáp ở ngày mùng 1 tháng 6, ngày mùng 2 tháng 6 chưa lấp được thì nó cần lấp nốt đi. Sau khi lấp xong, nó xuất hiện cái tín hiệu đảo chiều. Lúc đó anh chị em canh để giải ngân mua lại là chuyện rất bình thường. Cái gì nó giảm mãi rồi nó sẽ hồi phục nó đi lên. Cái gì nó tăng mãi thì phải cho nó thời gian nó cân bằng lại, nó tích lũy lại. Có thể nó không giảm quá mạnh nhưng nó cần thời gian nó tích lũy lại. Anh chị em nhá. Còn sang cái phần số 2, là một số cổ phiếu mình đang theo dõi, mình đang follow Nếu như ngày mai có một cái tín hiệu đảo chiều Anh chị em có thể chú ý để đánh lướt Đánh t cộng, đánh ngắn ạ Nhưng đánh nhỏ thôi nhá, đánh lướt này đánh nhỏ thôi Thì thằng thứ nhất là mình vẫn đang follow Mình vẫn đang theo dõi là thằng ANV ANV thì hôm qua mình có Chia sẻ với anh em rồi đúng không? Trong cái video hôm qua thì mình có phân tích với anh em rồi à, Nếu như mà thằng ANV hôm nay Hôm nay mà nó Giảm mạnh thì mình kê trước Cái lệnh ở 34.5 Thì sau khi mình mua ở phiên ngày hôm nay xong Thì cuối phiên nó còn à, có những lúc nó còn giảm sàn cơ Nhưng mà đến cuối phiên là cũng có lãi rồi Bắt đầu có lãi với thằng ANV rồi Tại sao mình lại ưu tiên thằng ANV như vậy? Vì thứ nhất Mình nhận thấy là cái mẫu hình của nó trong quá khứ Và hiện tại nó giống nhau đến kỳ lạ luôn Thứ hai Nó đang tiệm cận với cái đường MA 200 ngày khi nó tiệm cận cái đường MA 200 ngày, nó có cái lực cầu tham gia và kéo cổ phiếu hồi phục đi lên, nhưng ngày hôm nay cũng tương tự thôi. Còn để mua chính thằng này thì có thể phải chờ sang tuần, sang tuần sau nữa. Nó có một cái phiên xác nhận, lúc đó anh chị em canh để mua và anh em không cần phải chờ luôn. Cái phiên xác nhận là cái phiên khi nó vượt cái đường EMA 20 ngày, có thể mua sớm khi nó vượt cái đường EMA 9 ngày. Nhưng an toàn và uy tín nhất thì nên đợi nó vượt qua cái đường EMA 20 ngày. Và có thể 3 đến 5 phiên tới thôi nó sẽ xuất hiện cái phiên mua chính cho anh chị em. Trong một thời gian rất nhanh, trong một thời gian rất ngắn. Anh chị em nhé. Và khi nó vượt qua thì có thể nó vượt qua vùng 36 này này. Anh chị em thấy không? Thì hôm nay là mục tiêu của mình. Hôm nay là kế hoạch mình mua trước 10% NAV. mình chấp nhận là mua xong nó còn có thể giảm tiếp tục giảm một cây sản nữa nhưng mà cuối phiên may mắn quá nó hồi phục đi lên và với những cổ phiếu mua xong cuối phiên nó rút chân như này thì mình sẽ thấy yên tâm hơn uy tín hơn là những cổ phiếu ví dụ mua xong mà nó giảm sản thì cũng hơi lo lo một chút lỡ chẳng may ngày mai nó tiếp tục nó giảm sàn thì lại phải đặt ra câu hỏi là ơ ngày hôm nay giá giảm hơn ngày hôm qua này thì liệu có mua thêm hay không đây là câu hỏi nhiều anh em đang đặt ra nhiều anh chị em đang quan tâm nhưng mà khi chúng ta mua sai rồi thì nên chờ cái phiên mua chính để tham gia mua nốt cái phần còn lại chứ không nên sai thêm sai gọi là đâm đầu vào cột điện biết là phía trước mặt có cột điện mà vẫn cố tình đâm đầu vào thế là anh chị em với tất cả anh chị em mà mua mà trung bình giá thì gọi là cố tình đâm đầu vào cột điện không có một cái trường hợp nào ngoại lệ cả nên khi mà cái vị thế đầu tiên của chúng ta sai rồi thì không nên trung bình giá nữa mà chờ hàng về để cơ cấu để xử lý nó để làm sao tránh thiệt hại nhất có thể. Mua sai là chuyện rất bình thường khi đầu tư, nhưng anh chị em phải cần cần phải nhận ra một cái điều này. Mua sai thì 100 nhà đầu tư phải có đến 60 70% nhà đầu tư mua sai. Nhưng trong đó chỉ có khoảng 5 đến 10% nhà đầu tư dám nhìn nhận cái sai đó và sửa sai thôi. À, và cũng chỉ có khoảng 5 đến 10 nhà đầu tư đó thành công được trên thị trường anh chị em thấy khác biệt không vế đầu tiên như nhau hết nhưng sang đến cái vế thứ hai nó mới quyết định là chúng ta đang ở đâu trên thị trường cái tư duy của chúng ta nó đúng hay không cái tư duy nó rất quan trọng luôn vì trong đầu chúng ta có cái gì thì trên tay chúng ta sẽ có cái đấy trong đầu anh chị em nghĩ là anh chị em sẽ thành công Lần này chưa thành công, về tiếp tục viết nhật ký đầu tư, viết nhật ký giao dịch. Trước đây tôi cầm một cổ phiếu này rồi. Chính vì tôi bảo thủ, tôi không bán nó, chờ nó hồi phục. Mới dẫn đến cái tình cảnh sau này tôi phải bán nó khi khoản lỗ đã lên đến 15%. Bây giờ tôi rút ra bài học. Hiện tại tôi đang có khoản lỗ là 3%. Tôi quyết liệt bán cắt lỗ để tránh lặp lại cái tình trạng tương tự như trong quá khứ. Khi anh chị em làm được cái điều này, chắc chắn không sớm thì muộn anh chị em sẽ trở thành một nhà đầu tư thành công trên thị trường. Vì không bao giờ anh chị em gặp phải một cái khoản lỗ lớn nữa. Anh chị em nhá. Thằng ANV là thằng thứ nhất. Thằng VSC thì thôi anh em bỏ đi nhá, thằng này nó yếu quá. Thằng ANV mình ưu tiên số 1, ưu tiên hàng đầu luôn. Dòng này thì có thằng IDI nữa nhưng mà IDI thì nó không giống trong quá khứ lắm Và mẫu hình của cổ phiếu này là toàn là mẫu hình chữ V đi lên Thằng này có một đội chuyên lái này mà lái rất láo luôn Những nhà đầu tư mà mua muộn một tí là không bán được luôn Anh chị em cẩn trọng với những cổ phiếu này Nhóm này thì mình chỉ ưu tiên thằng ANV thôi Anh chị em biết tại sao không? ANV nó chiếm 40, hình như 40% thị phần xuất khẩu sang Trung Quốc Sang Mỹ mười mấy phần trăm ấy, sang châu Âu ấy và khi Trung Quốc ông, ông cấm nhập khẩu hải sản của Nhật Bản Vì Nhật Bản vừa mới xả cái chất thải phóng xạ ra biển Biển Đông Nên là Nga vừa rồi là mới quyết định cấm nhập khẩu hải sản của Nhật Bản Chắc chắn là một số doanh nghiệp về thủy hải sản Việt Nam mà có cái thị phần ở những nước này này Nó sẽ được hưởng lợi rất lớn luôn Thằng ANV kể cả về vĩ mô, về về FA, về TA Nó vẫn đang rất rất giống trong quá khứ nên đây là lý do vì sao mình đang ưu tiên thằng ARV còn phiên hôm nay là phiên mua sớm thôi phiên hôm nay là mình nhận thấy là mua giống phiên này này còn phiên ngày mai đầu phiên nó giảm mạnh thì anh em nào chưa có hàng thì có thể mua mua cùng với mình mua cùng với mình mua 10% phần trăm thôi còn khi nào nó điểm mua xác nhận ấy, thì có thể mình sẽ mua thêm khoảng 30 đến bốn nữa AV nữa cổ phiếu này là sẽ là một cổ phiếu mình ưu tiên vốn để tập trung giải ngân trong thời gian tới còn cái thằng thứ hai có thể là thằng Nam Kim Thằng Nam Kim này, này Nó đang gặp cái đường hỗ trợ MA 200 ngày Thì phiên ngày hôm nay nó cũng đang được hỗ trợ Và nó rút chân đi lên Nhưng anh chị em cũng nên theo dõi thêm Nên chờ thêm xem một hai phiên tới Nó hoạt động ra sao, nó hoạt động như thế nào Chứ phiên ngày hôm nay thì bản chất thằng Nam Kim này Toàn nhỏ lẻ đánh oánh nhau Toàn nhỏ lẻ chơi với nhau Có dòng tiền lớn bắt đầu tham gia quan tâm đến Nam Kim rồi Nhưng vẫn cần phải theo dõi thêm Nhưng ngày hôm qua thằng Nam Kim là toàn nhỏ lẻ chơi với nhau luôn Hoa sen thì hôm nay bắt đầu có dòng tiền lớn tham gia rồi này nên Anh chị em cũng có thể theo dõi thêm nếu như ngày mai mà giảm tiếp tục giảm ấy, về giá dưới 16 ấy thì có thể chú ý thằng Hoa Sen và thằng Nam Kim. Nhưng mua nếu như mà mua bắt đáy mua sớm thì nên mua tỷ trọng thấp thôi, mua 5 10% nữa về là cùng thôi. Đừng bao giờ mua quá nhiều, đừng bao giờ mua quá lớn. Anh em nhá. Đấy là một cổ phiếu thủy sản và hai cổ phiếu nhóm dòng thép. Thế còn thằng đất xanh nào? Đất xanh thì khó quá. Đất xanh nó quay về nền giá bên dưới này này. Về đúng cái nền giá bên dưới. Hôm nay được cái đường m trong ngày đỡ nên nó tránh được cái giá sàn cuối viên thằng đất xanh ấy, thì nếu như anh em nào quan tâm thì có thể đánh tây cộng nhưng mà hiện tại thì mình đang không thích cái nhóm bất động sản lắm nhất là trong một hai phiên tới khi mà báo cáo tài chính nó được công bố chắc chắn là sẽ tiếp tục lộ ra những cái khoản nợ xấu những cái khoản nợ trái phiếu hay là nợ nợ dài hạn của các công ty bất động sản thì những cổ phiếu này nó còn tiếp tục nó bị bán nên anh em cứ chờ thêm xem xem nó có giảm về vùng 13 hay không nếu như về dưới 14 là có thể canh để giải ngân vì xuống vùng dưới này thì kiểu gì anh em đánh có đánh ngắn hạn đánh tây cộng thì vẫn còn lãi nhưng mà hiện tại thì cũng nên tránh xa nhóm bất động sản ra có mua thì mua nhỏ thôi đừng đừng mua nhiều quá nó vẫn còn rủi ro còn nhóm chứng khoán thì thôi nhá nhóm chứng khoán thì có thể nó đạt đỉnh lợi nhuận rồi đấy tuy là thằng HCM này nó quay về nền giá bên dưới này nhưng anh chị em nhận diện thêm ý, thì sẽ thấy cái mẫu hình vai đầu vai Vài đồ vai là vai đồ vai xuôi nhá. Thì nó mang đến nhiều rủi ro hơn là cơ hội. Nên nhóm chứng khoán và nhóm bất động sản giai đoạn này mình không ưu tiên. Ưu tiên những doanh nghiệp nào, ưu tiên những cổ phiếu nào nó được hưởng lợi. Ấy. Ví dụ như bất động sản khu nghiệp xem theo dõi thêm. Phải chờ thêm cơ hội, giai đoạn chưa mua được. EDC cũng phải theo dõi thêm, phải chờ thêm. Viên ngày hôm nay thì bản chất nó quay về nền giá bên dưới sau đó nó rút chân. Nhưng mua hôm nay thì rất khó nhá vì cái rủi ro từ thị trường chung nó vẫn còn rất rủi ro còn nhóm dòng nhóm dòng dầu khí ấy, thì nó đang gặp cái đỉnh cũ ở đây mình đánh giá chưa thể vượt qua ngay đỉnh cũ ở đây đâu pvs cũng vậy ở một câu chuyện tương tự nó giống y thằng flt ở giai đoạn này mình báo anh chị em này đến thời điểm hiện tại nó đã vượt qua đỉnh cũ đâu đúng không bây giờ nó đang dụ nó đang giữ giá để giúp nhà đầu tư tham gia Giúp nhà đầu tư mua vào vì thấy những cổ phiếu này giữ giá tốt quá nhưng mà thời gian tới những cổ phiếu này nó mới là những cổ phiếu nó giảm bù và rất nguy hiểm luôn. Thế tạm thời phiên ngày mai anh em cứ chú ý một số cổ phiếu, ba cổ phiếu mà mình phân tích đã. Còn các cổ phiếu khác thì theo dõi sau. Chú ý sau, ngày mai mà có cổ phiếu nào thì mình sẽ báo anh chị em trong phiên hoặc đầu phiên để anh chị em chuẩn bị vốn, chuẩn bị kịch bản. Đánh nhỏ thôi, đánh lướt đánh tay cộng thôi, nhưng mà nó phải thỏa mãn kịch bản, nó phải thỏa mãn điều kiện thì mới mua, nhưng mà mua bằng mọi giá anh em nhé còn bây giờ mà anh chị em nào còn đang cầm cổ phiếu ấy thì thôi đừng bán nữa chờ một vài phiên tới thị trường nó hồi rồi canh cơ cấu ra có thể là sang uh, phiên ngày 24 25 tuần tới ấy, thì canh canh cơ cấu ra cho một tuần sau thì canh cơ cấu ra. Ngày mai là phiên đáo hạn phái sinh. Với cái diễn biến như ở thời điểm hiện tại ấy, thì có thể nhịp rung lắc của phái sinh nó đã trải qua trước rồi. Và có thể hậu phiên đáo hạn phái sinh tiếp tục là một phiên phục hồi của thị trường. Nên chúng không cần phải quá lo lắng về ngày mai là phiên đáo hạn phái sinh liệu thị trường còn giảm thùng đáy hay không. Liệu có về cái máng ngày xưa hay không? Về cái lũy che làng ngày xưa hay không? Vì phần lớn bây giờ anh chị em đang cầm tiền mặt hết rồi. Rất ít anh chị em còn đang gồng lỗ, còn đang cầm cổ phiếu. Anh chị em nhá. Và nếu như anh chị em mà đến thời điểm hiện tại đầu tư chưa được hiệu quả thì có thể inbox cho mình về đồng hành với mình. Thời gian tới còn rất nhiều cơ hội khi thị trường nó vào sóng mới. Sẽ có những cái phiên mua như là ngày mùng 10 tháng 6, à, ngày mùng 6 tháng 10. Đất xanh nam kim hoa sen ở nhịp phiên này mình mua và bán phiên này này. Nhiều rất nhiều anh em bán cùng mình phiên này. Nó có một phiên quay đầu. Một số anh em chưa kịp bán thì bán được sáng ngày hôm qua. Sau khi theo dõi video đến giờ phút này rồi thì anh chị em nhớ ấn vào cái nút like bên dưới và ấn vào subscribe và nút chuông thông báo để khi mình đăng tải những cái nội dung chia sẻ mới nhất, anh chị em là người đầu tiên nhận được để kịp thời cập nhật cái diễn biến thị trường trong thời gian tới anh chị em nhé cảm ơn anh chị em đã theo dõi chúc anh chị em đầu tư thành công